Hãy nghe tôi hát phiên bản nhạc sĩ chủ đề tiếp tục đưa khán giả đến với không gian âm nhạc đầy ngọt ngào và tình cảm với hình ảnh những người em gái thân thương trong các tuyệt phẩm tình ca của nhạc sĩ Minh Kỳ. Từ người em xứ Huế, người ca sĩ nơi vũ trường hay người em nơi miền đất lạnh, tất cả sẽ được thể hiện đầy mới mẻ, duyên dáng qua những tiếng hát trẻ. Chị rất là khâm phục em là em hát nhiều thể loại mà thể loại nào cũng hay thiệt ấy chứ. Cùng những câu chuyện về các bài hát của nhạc sĩ Minh Kỳ. Bản nhạc gốc là Dưới Hoa Đèn Màu cùng với bài Phận Tơ Tầm Tình Đời là những bài nói lên tâm trạng của người ca sĩ. Đón xem Hãy Nghe Tôi Hát phiên bản nhạc sĩ chủ đề với nhạc sĩ Minh Kỳ, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 31 tháng 7 năm 2019 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ thứ năm ngày 1 tháng 8 năm 2019 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.